đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 7 năm 2022, nhưng đến nay, dự án cầu vượt ngã tư 550 Bình Dương vẫn đang trong quá trình thi công. Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng tắc nghẽn tại nút giao trọng điểm của thành phố Thuận An và Dĩ An, cửa ngõ vào khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp Linh Trung 2, Đồng An. Đến thời điểm này, công trình cầu vượt ngã tư 550 đã hoàn thiện những thành phần cơ bản. Các hạng mục phụ trợ như đèn đường, sơn cảnh báo đã được triển khai. Công trình đang được trải thảm nhựa trước khi khánh thành và đưa vào sử dụng. Dự án cầu vượt 550 có tổng chiều dài cầu 203,4m, bề rộng toàn mặt cầu 16m, được thiết kế với vận tốc 60 km/h. Cầu có kết cấu thép liên tục, gồm 5 nhịp với khẩu độ lớn nhất 40m. Dự án do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMEX IDC làm chủ đầu tư. Trong đó, gói thầu cung cấp và thi công cầu vượt ngã tư 550 do liên danh nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Fresines VN, công ty cổ phần kết cấu thép ATAC, công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Proco trúng thầu và tổ chức thi công. Lên kế hoạch khởi công ngày 30 tháng 4 năm 2021, tuy nhiên do nhiều khó khăn vướng mắc nên phải đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, dự án mới chính thức khởi công. Thời gian thi công dự kiến là 6-7 tháng, 180 ngày. Trên thực tế, đến nay đã 10 tháng trôi qua nhưng công trình vẫn chưa thể đi vào hoạt động chính thức. Cầu vượt 550 nằm trong dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DT743 từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần. Quy mô đầu tư 6-8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, kế hoạch trung hạn 2016-2020. Dự án quan trọng này nhằm giải quyết ùn tắc và tai nạn tại nút giao ở cửa ngõ giữa thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An. Việc nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông sẽ giúp gia tăng giá trị bất động sản khu vực, vốn rất tiềm năng khi được bao quanh bởi các khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương. Được biết, mặt bằng trên tuyến đường DT734 đang được rao với giá 30-55 triệu đồng một mét vuông. Đất nền xung quanh khu vực dao động từ 14-26 triệu đồng một mét vuông. Căn hộ chung cư tại khu vực này giao dịch trong khoảng giá từ 27-35 triệu đồng một mét vuông.